Video này được mang đến cho bạn bởi Trùng Quế và Trùng Figure, shop bán áo và figure chính thức của hệ thống kênh The Reviewer. Ngày 11 đến 14 tháng 2 năm nay, chúng tôi sẽ tặng một figure và quà gacha ngẫu nhiên, áo, tranh, móc khóa cho mỗi đơn hàng mua áo của Trùng Quế. Cùng với đó là từ giờ đến cuối tháng cũng như đến cuối năm, chúng tôi có cực kỳ nhiều ưu đãi. Mua đi! Từ hãng phim sản xuất Tom và Jerry đến với gia đình chuẩn mực bậc nhất nước Mỹ thế kỷ 21, mặc dù được sản xuất vào thế kỷ 20, The Addams Family. Câu chuyện bắt đầu bằng đám cưới định mệnh của cặp đôi Gomez Addams và Morticia. Gomez Addams, chàng trai với vẻ ngoài phóng khoáng, và cô nàng Morticia, nữ hoàng dạo hội đen đến từ xứ Salem. Cô dậy từ lúc 3 giờ sáng để chuẩn bị cho buổi lễ quan trọng thứ hai đời mình, chỉ sau lễ mai táng. Một chút phấn mắt từ cho cốt của mẹ, cùng một ít phấn phủ từ hũ bột whey của cha, toàn là hàng limited, cầm theo một bó hồng không bông. Vì ngoài cô thì hôm nay không ai được phép là bông hoa đẹp nhất. Morticia tới nghĩa trang thành phố, vừa đi vừa nhận những ánh nhìn dè bỉu của người dân trong thành phố dành tặng cô nhân ngày trọng đại. Tới nơi, Gomez Addams đã đứng đó đợi từ trước, cùng quan viên hai họ chuẩn bị làm lễ. Hai con chính thức trở thành vợ chồng. Lời tuyên bố vừa dứt lời thì đoảng, dân làng kéo đến, nhưng không phải để chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ, mà là để phá hôn lễ, xua đuổi cả đại gia đình Addams, những người được coi là những kẻ dị hợm. Cả dòng họ đành phải bỏ trốn, gia đình Addams một lần nữa phải chuyển nhà. Gomez và Morticia quyết tâm tìm một chỗ để cùng nhau xây dựng tổ ấm. Nhưng bất động sản leo thang và để tìm được một lô đất nghĩa trang biệt lập là vô cùng khó khăn. Họ quyết định đến Bình Dương của Hoa Kỳ, tiểu bang New Jersey, nơi ẩn náu của những bệnh nhân tâm thần trốn trại. Và thật may mắn làm sao, cặp đôi tông trúng một bệnh nhân tâm thần từ nhà thương điên bị bỏ hoang trên núi. Thật là một chỗ nghỉ qua đêm lý tưởng. Gào cái gì, dẫn đường đi. Khoảnh khắc Gomez và Morticia bước vào nhà thương điên, cả hai đã nhận ra đây chính là thứ họ đang tìm kiếm. Bí ẩn, rùng rợn, kinh tởm, còn có cả ma ám. Tất cả những gì họ cần cho một mái ấm đích thực. Thế là cả hai vợ chồng Gomez và Morticia cùng với bàn tay Thing xây tổ ở đây. Họ sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi. Đáng ra đến đây là hết phim, cho đến khi họ phọt ra hai đứa con. Cô con gái đầu lòng là Wednesday, chưa tập bò đã lo tập bắn súng bắn cung. Đứa trẻ thứ tư mang đến sự bất hạnh. Và con trai út Pugsley mang dòng máu mờ di truyền từ cha, trở thành trò tiêu khiển mỗi khi buồn chán của cô chị Wednesday. 13 năm bình yên cứ thế trôi qua. Rồi một buổi sáng đẹp trời nọ, Morticia thức dậy với tâm trạng vô cùng tốt, chỉ trừ Wednesday và Pursley. Đối với hai đứa này thì ngày nào cũng là một ngày dài buồn chán, vì cả hai đứa chưa từng bước chân ra thế giới bên ngoài kể từ lúc sinh ra. Pursley ngày qua ngày ru rú ở trong nhà chơi với đống thuốc nổ với M80. Lễ trưởng thành của cậu sắp đến, cả đại gia đình sẽ tụ họp lại sau 13 năm xa cách. Và theo truyền thống, Pursley sẽ phải trình diễn màn múa kiếm có tên Berserker. Cơ mà thương cho tấm thân cơ hàn, cậu đó giờ toàn chơi súng, nên là mấy cái động tác vung đao thì cậu mù tịt. Nhưng không phải lo, vì đã có bác Fester ở đây, người được Gomez mời tới để cùng chạy deadline với Pugsley. Vì chỉ còn 2 tuần nữa thôi là tới buổi lễ chính thức. Không chỉ có mình cậu tỏ ra chán ngán với cái gia đình này, cô chị Wednesday cũng thế. Cái tính tò mò của tuổi dậy thì khiến cô bé tỏ ra vô cùng hứng thú với thế giới ngoài kia. Không biết nó có cái gì mà bố mẹ cấm tiệt. Bác Fester thì tỏ ra vô cùng hào hứng, kể về những chuyến phiêu lưu, càng khiến cô bé hoài nghi. Mẹ thì bảo thế giới ngoài kia toàn lũ hater, nhưng mẹ đâu biết hành hạ người khác lại là sở thích của cô. Và niềm mơ ước đó sắp trở thành hiện thực. Một thị trấn được xây dựng ngay dưới tòa lâu đài phủ đầy sương mù của gia đình Addams. Pháo bông và bóng bay, những thứ hai chị em chưa từng được thấy trước đây. Vậy là cả nhà quyết định xuống phố để chào hỏi những người hàng xóm mới. Cả đại gia đình hùa hởi vào thị trấn, cả nhà nhìn như một cái gánh xiếc thú đi hiên ngang dạo quanh thành phố, khiến ai cũng phải ngoảnh lại nhìn theo hướng tích cực. Needler, chủ thầu của cái dự án này, tỏ ra vô cùng bất an với sự xuất hiện của gia đình Addams. Cái gia đình kỳ quái này cùng tòa lâu đài lạc quẻ kia sẽ khiến cho người ta không dám đến đây mua nhà. Cô phải làm gì đó. Sau khi làm náo loạn cả khu phố, Needler xuất hiện và niềm nở chào đón họ, lại còn đề nghị hợp tác trùng tu tòa lâu đài u ám của gia đình Addams. Morticia nghe vậy thì chê nha, nhưng Gomez thì vẫn lịch sự mời cô ta qua nhà chơi. Sáng hôm sau, Needler cùng đoàn làm phim kéo đến như đã hẹn. Theo sau còn có cô con gái Parker đi cùng, mang theo cái điện thoại để tranh thủ livestream bú phim đăng lên mạng. Tất cả đều trầm trồ trước lối kiến trúc nhà thương điên của cái nơi này. Phía ngoài, Wednesday bắt gặp Parker, người đang ngồi nghịch điện thoại, thứ khiến Wednesday vô cùng tò mò. Parker còn kể cho cô nghe về trường học ngoài kia, nơi chẳng khác gì nhà tù với bọn trẻ con, còn bọn tù nhân bên trong đó thì bắt nạt lẫn nhau. Thật là một nơi đáng mơ ước đối với Wednesday. Parker thì nghĩ chắc con này điên mẹ rồi, lại khen hơi quá. Ở một diễn biến khác, sau một hồi xem xét toàn bộ căn nhà, Needler quyết định sẽ tu sửa nơi này. Thành thật mà nói thì căn nhà này giống như cái mặt của anh vậy, Gomez ạ, chỉ có nước đập đi xây lại thôi. Còn Morticia thì cũng nhịn đủ lắm rồi, đứng nhìn con mẹ này khua môi múa mép xịt sơn khắp nhà mình mà cay. Gomez nhìn sắc mặt cũng đoán được suy nghĩ của vợ, nên bèn đuổi khéo các vị khách khó ưa. Needler không chịu bỏ cuộc, trận chiến chỉ mới bắt đầu.
cãi không lại người đời thì mình lên mạng chửi. Nidler sử dụng nick clone tung tin đồn về gia đình Adams, ra một tối hậu thư khiến cho cả thị trấn hoang mang, gián tiếp kêu gọi cả khu phố tẩy chay cả nhà họ. Ở một diễn biến khác, sau cuộc nói chuyện với Parker, cô chị Wednesday có vẻ hứng thú với cái gọi là trường học, nên đã xin mẹ đến trường ngay tối hôm đó, nhận thấy đây là một cơ hội tốt để con gái có thể hành hạ những đứa cùng tuổi. Morticia đồng ý luôn. Không ngoài dự đoán, Wednesday trở thành trùm trường chỉ sau một buổi sáng, sẵn sàng dằn mặt bất cứ đứa nào dám gọi cô là con danh con, khiến hội chị em của Parker phục sát đất. Chưa dừng lại ở đó, cô bé còn ngang nhiên sử dụng thuật hồi sinh biến lũ ếch nhái ở trong giờ sinh học thành zombie, khiến cả trường chạy tán loạn, trở thành người hùng trong mắt Parker và đám bạn. Morticia thì vô cùng lo lắng, không biết buổi học đầu tiên của con gái mình sẽ như thế nào. Em lo quá. Không phải lo cho Wednesday đâu em yêu, em đang lo cho lũ trẻ ở trường đó kìa. Mình có nên gọi cảnh sát không anh? Vừa dứt lời thì Wednesday đi học về, nhưng thứ làm cho mẹ Morticia tăng huyết áp đó là chiếc kẹp tóc màu hồng trên đầu của con gái yêu dấu. Một con ngựa có giáo xuyên đầu ư? Đó là kỳ lân đó mẹ. Hóa ra con biết nhiều thứ mà mẹ không biết đấy. Trứng đòi khôn hơn vịt à? Cơn ác mộng mang tên tuổi dậy thì, thứ khiến mẹ Morticia phải đau đầu đã đến. Morticia đánh moi điện thoại ra, call video với hai ông bà ngoại ở thế giới bên kia để xin ý kiến. Hai ông bà không nói gì nhiều, lời khuyên duy nhất là kệ mẹ, chơi chán rồi nó cũng phải về thôi. Ước gì cũng có ai đó nói với bố mẹ tôi như vậy. Nhưng tạm thời thì Wednesday có vẻ khá thích thú với môi trường mới, trở thành bạn thân của Parker. Hai đứa còn đang chuẩn bị một kế hoạch chọc tức các bà mẹ, và cái kẹp tóc hôm qua chỉ là trailer. Cơn ác mộng thực sự bắt đầu từ ngày hôm nay. Wednesday trở về nhà với một giao diện như vừa đi concert của Blackpink. Mẹ Morticia thực sự đã sốc. Cú sốc này còn lớn hơn cả khi cha mẹ cô qua đời. Chưa dừng lại ở đó, Wednesday sau đó bỏ nhà sang nhà bạn ở. Điều này thực sự đã làm Morticia tổn thương. Mọi chuyện đã bắt đầu trở nên nghiêm trọng, khi Parker cũng tập tành học Wednesday thay đổi phong cách, bắt đầu nghe nhạc Billie Eilish, sống trong bóng tối và tỏ ra mình trầm cảm. Mục đích chính là làm mẹ điên tiết và để trị cái thói nổi loạn tuổi dậy thì. Nidler thu luôn điện thoại của con gái và cho cô biết thế nào là địa ngục trần gian, 24 tiếng không internet. Đang buồn chán vì 3 ngày rồi chưa được online Facebook thì Wednesday xuất hiện, giúp Parker tìm chỗ mẹ giấu điện thoại, tủ quần áo, giá sách, nhà vệ sinh. Chỉ còn sót lại mỗi phòng làm việc, được cho là cấm địa của nhà Parker, nơi mẹ cô cấm tiệt không cho cô bén mảng tới. Đến nước này rồi thì cấm cũng kệ. Parker và Wednesday mở cửa bước vào và cả hai phát hiện ra một bí mật. Nidler đã gắn camera quay trộm khắp thị trấn, nhưng mẹ Parker có làm cho America's Funniest Home Video đâu. Đang ngỡ ngàng ngơ ngác thì Nidler bước vào, bắt sống hai đứa danh con. Cả hai bị nhốt lại, nhưng mà nhốt Wednesday á. Chỉ có cô đi nhốt người khác chứ làm gì có chuyện người khác cầm tù được cô. Phía ngoài, mọi người đang tụ tập chuẩn bị tấn công gia đình Adams. Chỉ cần một cái kẹp tóc của Parker, Wednesday đã mở được cửa và thoát ra ngoài. Về phía thằng em Pugsley, người vẫn đang loay hoay với cái gọi là lễ trưởng thành. Chỉ còn một ngày nữa là tới buổi lễ chính thức, nhưng Pugsley thì không tài nào luyện nổi kỹ thuật dùng đao gia truyền. Vấn đề to nhất ở đây là nhà Adams không ai là không biết dùng đao. Gomez bắt đầu tỏ ra lo lắng, nghi ngờ không biết đấy phải con mình không nữa. Pugsley sẽ trở thành trò cười cho cả họ. Và đúng như vậy thật, cu cậu đã thất bại trong trò múa đao Merserker tại lễ trưởng thành. Pugsley bị đám anh chị em họ hành cho ra bã. Cơ mà Gomez không phải là phụ huynh châu Á, nên thay vì chửi mắng thì bố Gomez lại động viên Pugsley. Không phải cứ không biết múa đao là một đứa vô dụng, TikToker còn làm được hoa hậu cơ mà. Nhưng thứ đáng lo hơn lúc này có lẽ là những người hàng xóm đáng mến. Sau khi bị Nidler tẩy não, toàn bộ người dân thị trấn đã kéo đến trước cửa nhà Adams, mang theo thiện chí cùng khẩu pháo bắn đạn đá. Cuộc đột kích bất ngờ khiến cả gia đình không kịp trở tay, nhưng không sao. Đây sẽ là cơ hội để Pugsley chứng tỏ cậu không phải là một thằng vô dụng bằng việc sử dụng kỹ năng súng ống, phá tan từng đợt tấn công của Nidler, biến lâu đài của gia đình Adams thành đấu trường La Mã, thành công bảo vệ được cả đại gia đình. Pugsley trở thành người hùng trong mắt cả nhà. Buổi lễ Merserker thành công rực rỡ, đại gia đình Adams được một phen hú vía. Những người trong thị trấn cũng vậy. Gia đình Adams thì cũng là con người mà. À thế à? Thế các người nghĩ chúng tôi là con gì? Một lũ dị hợ, Nidler chen ngang. Thì ra mục đích thực sự của cô ta không chỉ là bán được nhà, mà còn là tẩy não toàn bộ thị trấn này, biến mọi người thành những con ma nơ canh giống mình. Đó cũng là lý do cô ta lắp camera ở nhà. Đến nước này thì Parker cũng không bênh nổi mẹ mình nữa. Cô bé ngay lập tức quay lưng với mẹ để về phe gia đình Adams, đồng thời tiết lộ với tất cả mọi người về bộ mặt thật của mẹ mình, cùng với sức mạnh của cộng đồng mạng do Parker cầm máy lên livestream nãy giờ. Giờ thì cả thị trấn đã biết, chẳng có gia đình dị hợm nào ở đây cả, mà chính Nidler mới là một con điên. Kết quả, cô ta bị nhà đài cắt sóng, 50 căn nhà vì thế sẽ không thể bán được. Nhưng đây là phim hoạt hình, và ai cũng cần một cái kết đẹp cho tất cả các nhân vật, nên bác Fester nhân cơ hội này bèn lên tiếng, mua một phát 50 căn nhà giúp Nidler. Những người dân trong thị trấn cũng tỏ ra hối hận sau tất cả những gì đã làm với gia đình Adams. Tất cả bèn lên tiếng xin lỗi, mọi chuyện được giải quyết êm đẹp.
Pugsley chính thức vượt qua lễ trưởng thành, trở thành người nhà Adams. Cả đại gia đình có nhà để ở, cả thị trấn chung sống hòa thuận mãi mãi về sau. Hết, tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại.